Argentina ở tứ kết với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng để đời của tiền đạo Dennis Bergkamp. Song có lẽ câu lạc bộ màu da cam mới là đội phải hứng chịu những thất bại đau đớn hơn, trong đó có trận chung kết World Cup 1978 và trận bán kết World Cup 2014. Mẹ ơi, măng khó ăn lắm. Nêm cân no là ngọt liền à. Mẹ ơi, cân no kìa. Tết này cân no giảm tận 28.000. Gói 900 gram chỉ còn 50.000. Cân no 900 gram chỉ còn 57.000. Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 9 tháng 12 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong dẫn dắt nền kinh tế khi đóng góp tới 28% tổng số thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước. Vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy có nơi lên tới gần 100% nhưng vẫn có đủ hồ sơ cấp phép hoạt động. Nghịch lý đang diễn ra tại nhiều địa phương. Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn chính trị ở vùng vịnh nhân chuyến thăm Ả Rập Xê Út của Chủ tịch Tập Cận Bình.